Sám văn: nguyện hết thảy oán thù trong ba đời ngay đây sạch hết, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, vĩnh ly tam đồ, lìa bốn ác thú, tất cả sống hòa, hằng làm bà con Phật pháp, quyến thuộc từ bi, tu vô lượng trí, thành tựu tất cả công đức. Giải thích: vì tham lam mê muội, mỗi chúng ta đều phạm tội hoặc ít hay nhiều, chẳng hạn như tham lấy vật công, ăn chận bòn rút, ráng chiếm thật nhiều để làm của riêng, gây tổn người lợi mình, dâm tâm hừng thịnh, vân vân. Lúc chưa thành gia thì nghĩ đủ cách để chinh phục quyến rũ thật nhiều người khác phái. Kết hôn rồi thì luôn thấy vợ hay chồng người khác hấp dẫn hơn người của mình, và dùng đủ thủ đoạn thực hiện ý gian, lo sắp bài mưu trước để hưởng lạc nhất thời, chẳng màng hậu quả. Càng chẳng biết làm vậy là tương lai phải xuống địa ngục thọ tội, phải ôm cột đồng. Còn những tội lỗi ngu si như làm cò dẫn mối, mở nhà thổ kiếm tiền dơ bẩn, tương lai sẽ bị đọa địa ngục, khó có ngày thoát ra. Cho dù nhờ trước kia có hành thiện mà được làm người, thì cũng bị túc nghiệp trói thân, khổ không thể nói. Cặp vợ chồng trí thức. Tại Hàng Châu, tôi từng gặp một đôi vợ chồng trí thức, học vấn cao, giàu có sung túc. Họ có một con trai, tốt nghiệp đại học xong thì cứ ở lì tại nhà, bắt cha mẹ nuôi. Dù có nhiều công tác ngon mời tham dự mà chẳng chịu làm. Hàng ngày cậu cứ ra ngoài ăn nhậu vui chơi, khi về thì ngửa tay xin tiền cha mẹ, không cho thì gây ầm náo, ném dở đồ đạc, thậm chí còn tuyệt thực để yêu sách. Cha mẹ cậu chỉ biết thúc thủ bó tay. Điều khiến song thân lo nhất là trong phòng cậu dán đầy ảnh phụ nữ khỏa thân. Hàng ngày mỗi sáng sớm, cậu xả ra cả bãi tinh dịch trên giường, nhưng chẳng thèm thu dọn, toàn để cho mẹ thanh lý. Thậm chí khi nhà có phụ nữ đến, cậu ra đứng lì tại phòng khách, mắt dán chặt vào họ, một tay dùng báo che hạ thể mình, còn tay kia thì thủ dâm. Khi đó, người mẹ vừa thuật chuyện này cho tôi nghe, vừa khóc. Còn người cha thì mặt mày căng thẳng, không nói tiếng nào. Tôi tâm tư rất nặng nề, không thể nói là cảm thông, mà là cảm thán. Lại còn phải ráng kìm cơn phẫn nộ. Đối diện với hai vợ chồng đang giọng ngóng mong chờ cứu rỗi, tôi hạ thấp giọng hỏi thật nhỏ: có phải hai vị thường xem phim xét, xem rất nhiều? Cả hai lộ vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Họ ngây người nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu. Hai vị muốn biết nhân quả đời trước giữa mình với con trai không? Ánh mắt người mẹ nhìn tôi đầy hy vọng. Tôi hỏi tiếp: các vị có muốn biết đời quá khứ mình đã từng làm gì không? Cả hai lộ vẻ rất cao hứng, đáp: dạ rất muốn ạ. Được rồi, tôi sẽ kể rõ cho các vị nghe. Hai người đời trước cũng là vợ chồng, đồng mở một kỷ viện. Con trai các vị hiện giờ, kiếp đó là con gái một nhà nghèo, bị các vị mua về, ép con nhà lành làm gái điếm. Trước tiên hai vị buộc nó tiếp khách ban đêm, sau đó vì ham tiền ép nó ban ngày cũng phải tiếp khách. Tiền nó bán thân, tất cả dành để cung phụng hai vị ăn uống vui chơi. Do vậy mà hai vị thiếu nợ nó rất nhiều. Bây giờ phải trả nợ là lẽ đương nhiên. Kiếp này con trai mình thủ dâm thì hai vị thấy đau lòng. Sao không thử nghĩ xem, cô con gái kiếp trước từng bị các vị ép bán dâm cả ngày lẫn đêm đó, cảm thọ cô ta như thế nào? Những gì hai vị chứng kiến bây giờ đều là quả báo nhẹ. Tương lai lúc các vị bị bệnh, thân thể không còn mạnh khỏe, cử động khó khăn, thì hắn sẽ còn rất nhiều màn kinh khủng để biểu diễn cho các vị xem. Tôi nói bình thản nhưng nghiêm nghị. Hai vợ chồng nhìn nhau. Người mẹ gượng cười nói: chúng tôi làm sao có thể mở kỷ viện được chứ ạ? Ngẫm nghĩ một hồi, họ hỏi tiếp: xin ngài dạy chúng tôi phải làm sao
để con trai mình thay đổi. Bọn họ đã tin lời tôi nói. Tôi bảo, muốn con thay đổi, trước tiên bản thân mình phải thay đổi 4 điều. 1. Hai vị phải chân thành sám hối tội ác đời quá khứ, mở kỷ viện ép gái nhà lành bán thân. 2. Phải lập tức thiêu hủy ngay tất cả các sách, truyện, băng, đĩa, phim ảnh đồi trụy mà các vị đang cất giấu trong nhà. Thực sự thì con trai các vị đã phát hiện ra và nhìn thấy hết. Vì vậy, nó luôn thừa lúc các vị đi vắng, ở nhà lén lấy mở ra xem. Đời này, hai con trai mình sinh tật thủ dâm, trách nhiệm đầu tiên, lỗi lầm trước hết là ở nơi các vị. Cộng thêm các tội cũ chưa cải hối, ắt phải gánh lấy ác quả. 3. Từ nay trở đi, hai vị cần bỏ thuốc, bỏ rượu, dứt tuyệt đồ mặn và thề ăn chay trường. Không ăn cả ngũ tân, hành, hẹ, tỏi, nén. Hàng ngày sớm tối gì cũng được, phải quỳ trước bàn thờ Phật nhà mình, thành tâm sám hối tội đời trước đã làm hại nhiều cô gái. Sau đó, mỗi người phải vì bọn họ tụng kinh Địa Tạng, càng nhiều càng tốt. Ngày ngày kiên trì tụng, nhất định sẽ có kết quả hay, không thể nghĩ lường. Tâm thành ắt có kết quả nhanh, tâm tán loạn ắt có kết quả đến chậm. Tự mình phải nỗ lực thôi. 4. Phải làm nhiều việc phước thiện như phóng sinh, in kinh sách và dốc sức giúp người đoạn ác tu thiện. Chưa được 2 tháng, lúc tôi gặp lại họ, thấy người mẹ mặt mày hớn hở, vui vẻ báo tin. Con trai họ đã thay đổi rồi. Sau khi họ tụng xong bộ kinh Địa Tạng thứ 7, thì con họ không còn tật xấu tà dục nữa. Cháu chuyển biến rất mau, còn siêng năng làm việc nhà. Hàng ngày còn vào bếp làm cơm cho họ ăn. Hiện cháu đang được công tác thích hợp, đã có ý muốn đi làm. Tôi nghe xong thật là mừng cho họ. Bà còn hỏi tôi, có phải từ nay mỗi ngày tôi nên tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho chúng sinh? Tôi nói, được vậy thì rất tốt. Kinh Địa Tạng luôn hợp căn cơ với các loài. Chỉ cần khéo giữ giới, triệt để dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường, thì lúc bạn tụng kinh, chúng sinh đều sẽ đến nghe kinh thọ ích, chiêu về công đức không thể nghĩ lường. Lâu dần thân thể sẽ càng lúc càng khỏe, sống an, tăng thọ. Hơn nữa, nếu siêng tu tinh tấn, đời này có thể thoát ly tam giới. Hai vị đều cười, pháp hỷ sung mãn. Ha ha ha,